không anh? Em mới sực nhớ là quên đem nhẫn cưới. Về quay lại về đi, em không cưới chúng ta ngộ lắm. Mời hai bạn giới thiệu về mình. Đã, em là Nguyễn Hữu Hải, là nghề nghiệp chính là lái xe. Năm nay là 25 tuổi. Em tên gì? Dạ em là Trần Thị Thu Phương, 24 tuổi và em làm nghề cắt tóc. Nếu anh đó không lầm thì trong một dịp nào đó em đi cắt tóc và em cua vợ em đúng không? Dạ em lúc trước là em cũng là cắt tóc chung luôn. Nhưng mà tại không làm nữa nên nghỉ rồi qua lái xe. Rồi hai bạn là quen nhau trong một trường hợp nào? Mà em làm chung tiệm tóc với một bà chị. Rồi bà chị đó là quen anh họ của anh này. Hai người đó đi chơi xong rồi có vụ rủ anh này đi theo. Nhưng mà thấy anh này có một mình buồn quá, xong rồi rủ em đi. Mà cái tính em kỳ lắm, mà cứ nghe karaoke là em khoái à. Lúc đó cũng đang buồn nữa mà nghe ông anh ông rủ đi nhậu đi chơi rồi làm mai cho em này thấy cũng dễ thương lắm. Rồi lúc đó em cũng mới đi theo. Em cũng lúc đó cũng thấy ấn tượng rồi đấy, câu này đi ra cái leo lên xe ngồi rồi không có nói năng gì hết. Không có xin phép luôn hả? Đúng rồi. Em nghĩ là chắc cô này cũng có cái gì đó rồi cũng thích thích mình hay sao. Thấy bạn này cứ nhìn em hoài à. Không phải, phải có lý do mới nhìn. Lúc ra là thì mình thấy ủ xong này quen quá ta. Chứ nhìn thử coi mình có nhớ ra không thôi chứ cũng chả có gì. Nhưng mà nhìn một hồi thấy cũng được. Để ý để đó thôi rồi tính sau. Kể từ đó cho đến lúc quen nhau là bao lâu? Nhanh lắm. À chắc sau đó là quen luôn hả? Sau đó có mấy ngày thôi, kể tới tuần. Trong lúc quen nhau á, em có ghen với chồng không? Có ghen mà chia tay luôn. Ghen. Cái gì ghen mà chia tay luôn mà mới có một tuần mà lúc trong lúc yêu nhau đó. Quen nhau với biết như một tuần luôn mà quen nhau xong rồi thời gian nó khoảng cỡ 2 tháng sau rồi mới biết là ông này này nọ cái kia vậy rồi chia tay. Cái kia là sao? Nói cái kia thì, là sao? Cái gú vậy á. Nhìn vậy chứ gớm lắm. Gớm lắm hả? Tại bữa đó là em mới bạn em mới rủ đi uống cà phê xong rồi em cũng không biết là bạn đó có rủ hay bạn gái theo. Em nghĩ là chỉ hai người đi chung với con trai thôi. Xong rồi ai ngờ gặp ở trong đó thôi chứ em cũng đâu có biết. Em phát hiện là em không có biết, nói xạo với em là đi chùa với con trai không có con gái. Thì tự nhiên em lên Facebook thì em mới thấy anh kia, anh bạn mà đi chung á, anh mới chụp hình lên phút mà chỉ lót cái vai thôi. Nhưng mà em nhìn cái vai là em biết hắn rồi. Nhìn cái vai là em biết rồi. Rồi em mới hỏi là có đi đâu ngoài đi chùa không. Em nói không. Không nói sao, tại sao có hình mà dính cái vai trong đó anh. Em biết rồi, lúc đó mới khai thiệt. Em cũng tính bỏ luôn rồi, xong mà không ngờ là cưới luôn á chứ. Chắc mới có liền trước gì đâu. Em biết chắc cũng có chiêu gì đó dụ em chứ. Đám cưới là không có một cái gì gọi là chia rẽ đôi lứa nữa không? Nhiều lắm. Còn nữa hả? Cái bữa đó là bữa đám hỏi. Bữa đám hỏi nhưng mà đàn trai rồi chuẩn bị đi hết rồi. Xong rồi đi tới nửa gần tới nhà rồi. Cái em mới sực nhớ là quên đem nhẫn cưới. Em về quay lại về đi, em không cưới nữa. Lúc đó là gấp quá rồi, quay về thì trễ giờ không kịp rồi cho nên em chạy đại ra tiệm vàng mua đại hai cái nhẫn rồi đem vô đó rồi làm lễ luôn. Rồi em biết không? Rồi giờ cái nhẫn ở đâu rồi? Thì nhẫn nó cất hết rồi, tại vì có bầu em không đeo được nữa, cái em tháo ra em cất luôn. Em nhìn thấy rồi, có ném nhẫn không? Ném nhẫn là cái vụ khác nữa. Ủa, ném nhẫn là ném nhẫn là sau khi đám hỏi nữa mới ném nhẫn. Trời đất ơi. Mà ném nhẫn nào, ném nhẫn vàng đi. Nhẫn cưới luôn, nhẫn cưới. Cưới luôn. Hôm bữa đó là làm chung, là hai đứa làm chung tiệm tóc mà. Mở tiệm tóc ra làm chung. Xong có cái bà khách đó. Em với bà khách nói chuyện thì cũng nói chuyện cũng cho em nghe xong rồi em thấy cũng hợp lý. Rồi em mới nói đồng ý mà không có hợp ý với vợ em. Cho nên vợ em tức quá rồi giục nhẫn luôn. Sao em mà nói cái gì mà giờ em nói cái gì chứ được á, mà nói với em mà nói là phụ nữ á đã có chồng rồi phải chấp nhận chồng là hai ba vợ hay này nọ. Em không, tức quá đâu, ông này cứ anh đúng á. Chị nói vậy là đúng á. Không muốn là hai ba người vậy đó. Em thấy cũng bây giờ thì hiện đại thì chồng đi công tác xa thì người vợ tâm lý chuẩn bị thì em thấy cái đó cũng trên TV nó cũng hay nói cũng bình thường. Nhưng mà chuẩn bị cái đó là cái gì? Chuẩn bị áo mưa. Nhưng mà vợ em thì đâu có bực mình cái chuyện mà sắp đồ sắp đạc, mà vợ em bực mình cái chuyện mà em đồng ý cái vấn đề hai ba vợ. Tại vì ông này á là ổng nghe bả nói là bả làm luật sư, ổng còn nói một câu là trời làm luật sư là nói đúng hết á. Nghĩa là chồng em công nhận mà nó nói đúng. Chỉ có những cái nào đúng thì em mới công nhận đúng rồi, chứ lấy cái hai ba vợ thì em đâu có công nhận đâu. Rồi ném chiếc nhẫn ra ai là người lụm lên. Em lụm xong rồi em đem về nhà ba mẹ vợ, nói với ba mẹ vợ nói giờ vợ con nó giục nhẫn không cưới nữa thì thôi con đem về. Em cũng về trển em cũng nói là thôi giờ em không cưới nữa. Cái mới kể ra nghe thì ông ba chồng mới nói là trời ơi, chuyện của người ta nói kệ, nhưng mà người ta nói em không quan tâm, nhưng mà chồng em nó đồng ý. Đồng ý là cho nên em bực là bực cái chỗ đó. Nhưng mà bực cuối cùng cũng cưới người ta. Lúc đó thấy về nhà em thấy khóc lóc rồi nói chuyện thấy cũng tội nghiệp cho nên
cho nên mình lộng lượng chút xíu luôn. Dạ, bây giờ rồi sau khi cưới rồi còn giống y vậy không hay là khác? Mới tính ly hôn xong về lại là đi tham gia chương trình này luôn. Ồ vậy đó hả? Giờ hai đứa có con chưa? Dạ con được 2 tháng. Mà vẫn còn con nít y vậy đó hả? Tại sao đòi ly hôn? Em nói nha, em nói nghe nha. Em kể hết đi. Tại vì á, chúng ta ngộ lắm. Quý đi xe hơn vợ con luôn. Xe mà nó hư cái sửa 3 triệu, 5 triệu, 10 triệu cũng xách tiền đi sửa. Mà bữa đó hả, ba em mới cho tiền em mới nói anh, ba cho tiền cho em mua cái áo nha. Mà cái áo có 100 mấy, 200 ngàn à. Mà anh ta nói áo quần gì, tiền không có tiền mua sửa cho con mà áo quần. À, lúc đó là ba mẹ em nói là không nên ăn diện lúc mới đẻ. Em nói là thì chừng nào để từ từ rồi mua sắm gì cũng được. Nhưng mà nói như thế nào đó chứ nói tiền không có sửa cho con mà quần quần áo áo. Em tức em mới nói ủa sao anh mới sửa xe hôm qua mấy triệu bạc sao anh không biết suy nghĩ là tiền nó để mua sửa cho con. Không lẽ mai mốt em mua cái gì em cũng phải xin anh, cái áo em cũng xin anh, mua son mua phấn em cũng phải xin anh nữa hả? Nói anh vậy em sống không có nổi đâu á. Vậy tính em đâu vậy, vậy đâu. Vậy cái đòi nó vậy luôn. Chứ ông nói em đừng hù ổng. Em nói em đâu hù đâu. Rồi ký chưa? Em làm thiệt à. Em đem lên tòa luôn, em gửi luôn á chứ. Nhưng mà anh ta biết tòa nó sẽ cần cái giấy khai sinh của con em mà lúc nó chưa có giấy khai sinh sẽ không ly dị được đâu, cho nên anh cứ ừ. Làm cái xin là phải có chữ ký của em mới làm được. Nó nhắc tới cái này bây giờ máu em nó cũng muốn sôi lên luôn. Nói đi. Tới cái giấy khai sinh của con á, em tức. Em nói hả, em nói bây giờ ly dị nhưng mà em sợ nó không có cha tội nghiệp nó. Em mới nói là thôi bây giờ anh xuống ký đi cho con nó mang hộ cha. Sau này nó còn về thăm ông bà nội nó nữa. Năn nỉ hoài, vậy mà không là không. Nói... Em biết nếu mà ký là sẽ làm ly dị được cho nên em mới không ký. Cố tình không ký đúng không? Cố tình không ký nhưng mà nói những câu mà sội sốc lắm mà. Sốc lắm. Nói câu gì? Anh nói mà nói em cứ coi như không có cha đi, anh không ký. Tại là em mới sốc nên em mới nói sốc lại. Sốc lại phải không? Bà sốc tôi sốc theo đúng không? Còn nói trong đơn ly hôn mà cứ ghi là không có con chung. Trời ơi. Vậy mà có nỗi điên không chứ? Rồi bên gia đình của bên em có ý kiến gì trong cái chuyện mà hai đứa gây lộn rồi đòi ly hôn hoài không? Thì cũng khuyên nhủ hoài. Ba em khuyên thì chuyện nhỏ thì có gì bỏ qua đi chứ còn con nhỏ nữa. Rồi giờ nay nghe lời chưa? Thì về rồi xách nhau đi thi cái chương trình này coi làm sao, về có thay đổi được miếng nào không? Trời ơi, trời ơi. Ta dùng cái từ hai vợ chồng cùng nhau đến tham dự chương trình nghe nó hay không? Ta xách nhau đi thi chương trình. À, rồi bây giờ thì sau khi ở với nhau được nhiêu mấy năm rồi? Một năm. Thì bây giờ kể xấu về nhau đi, đó là cái đặc sản. Khoan, để cho này. Em nói trước cho, tại vì nhiều lắm em phải nói mới được. Vô tâm vô tình rồi lạnh lùng bình thường thì không sao, mà cứ giận lên cái gì là bỏ mặc vợ con, muốn gì muốn con bệnh cũng thả ra mà đi uống cà phê với bạn bè một mình, em phải đưa con đi bệnh viện. Trời em tức mà vô con tâm mà. Lắm luôn á. Tại lúc đó em cũng đang nóng nữa, tính em nóng thì em không có... Nóng cái gì không? Mấy ngày rồi nóng cái gì nữa giờ đó? Vô tâm thôi, em chỉ không quan tâm thôi chứ rồi. Lẫy đúng không? Không phải. Tụi coi bạn hơn hết tất cả luôn. Trời ơi, mà bạn thì có hai giới, bạn trai với bạn gái. Bạn trai, bạn gái gì hả? Nhiều như nhau mà con gái là hơn thêm miếng nữa rồi. Rồi xách tiền cho người ta mượn luôn. Có nữa hả? Ôi, bữa đó là nhỏ đó nó lên Facebook nó than hết tiền. Cái xong ông này mới nhắn điện thoại cho nó, nói là ủa em hết tiền hả? Em hết tiền cần nhiêu rồi anh cho mượn. Trời. Cái em mới nói nhà không có tiền mà tiền đâu cho mượn, lại nói anh không có thì anh đi mượn của người ta cho người ta mượn. Trời ơi. Trời ơi. Tại tính em sòng phẳng lắm, em mượn của người ta nhờ của người ta là em phải trả lại. Với cái bạn đó là em nhờ cái gì? Có lúc trước thì kẹt tiền thì em mượn bạn đó thì bạn nó đưa, xong rồi giờ bạn kẹt không phải là mượn tiền về xài mà kiểu như mình ở xa quá mình không đi đám cưới được. Bé đó là đi đám cưới, trong cái đám cưới đó luôn thì mới nhờ gửi thiệp giùm thôi rồi mới sau trả lại. Trời ơi, mà em nói đó giờ anh có bao giờ mà anh quan tâm anh lo vợ còn tiền, vợ hết tiền rồi anh cho vợ 5 ngàn, 10 ngàn đâu, mà tự nhiên thấy người ta than lên Facebook ấy đòi cho ta mượn tiền, mà phải mình có tiền mặt mình cho ta mượn thì em không tức đâu. Này không có tiền mình đi mượn của người ta, vậy mình cho người đó mượn. Cho ta mượn. Còn còn chuyện gì nữa không? Chỉ có mỗi cái là vô tâm vô tình quá thôi, chịu không nổi. Trời ơi, em có thật xấu gì nữa kể nghe. Trời nhiều lắm anh. Em có nói luôn đi, đại hội giật mặt. Nói nhiều nè. Không. Rồi hay ghen nữa, với lại mà mỗi lần nóng tính lên là nói chuyện nói sốc lắm, cho nên em chịu không được. Nói... Có mày tao không? Dạ không có mày tao, nhưng mà sốc hơn mày tao. Sốc hơn mày tao là sao? Vẫn nói chuyện anh với tôi nhưng mà nói anh là người như thế này như thế nọ, mà trong khi đó em đâu có vậy đâu. Sao không có? Cái giận vợ xé là xách xe đi không một tâm tích, điện thoại không báo máy, nhắn tin không trả lời, nói cỡ nào cũng không chịu về, thậm chí em đi tìm luôn nửa đêm mà lúc đó đang có bầu. Ở nhà em sợ mất công cãi lộn nữa. Ta đi cho rồi đó phải không? Dạ. Mà đi làm gì để bà bầu đi làm vậy nguy hiểm nữa. Em đâu biết mà bà đi kiếm đâu. Rồi bây giờ em mong muốn vợ em thay đổi điều gì? Bớt hay ghen đi. Em đi đâu em đi làm mà cũng nghĩ là em đi chơi gái gú này nọ nữa.
Với lại lúc giận thì đừng có nói chuyện mà sốc quá. Tức lên thì mình chỉ nói là anh sao không quan tâm hay này nọ vậy thôi, chứ có gì đâu mà hả, người ta tự ái cao quá đâm ra nó vậy thôi, chứ em thấy em cũng chả sốc cái gì hết. Rồi như giờ mong muốn rồi bớt tự ái lại đi. Bớt tự ái nè, là thứ nhất là rồi quan tâm vợ con lo lắng hơn nè, rồi bớt vô tâm vô tình lạnh lùng đi. Vậy thôi hả? Chứ như đó thôi là em mãn nguyện lắm rồi. Nói chứ thấy hai người rất là thương yêu nhau, bằng chứng là đòi ly hôn từ lúc mà yêu nhau tới lúc mà lấy nhau á, đòi hoài cuối cùng cũng có ly hôn đâu. Dạ. Cái tồn lại đây bây giờ chỉ là cái khắc khẩu thôi. Coi như là không ai chịu thua. Không ai chịu thua. Còn cái tôi của mỗi người á còn quá là nhiều đó. Đó thì bây giờ hai đứa phải làm sao á để mà dẹp bớt cái tôi của mình lại. Ví dụ như trong cái chuyện gì, vợ của em đi tìm em vào cái lúc đêm khuya như vậy, mà rất may mắn là không có chuyện gì xảy ra, đúng không? Chứ nếu mà lỡ có chuyện gì xảy ra thì như thế nào? Thì ở đây chị muốn nói làm sao, là cái thời điểm bây giờ không biết chuyện gì có thể xảy ra nữa, thiên tai bão lụt tất cả mọi thứ, đúng không? Khi còn được ở gần nhau, yêu thương nhau đi, bộc lộ đi. Tối nay về thử coi. Mình thương là mình nói mình thương, đúng không? Chứ mình đừng có nói ngược lại. Nha. Đúng rồi. Cảm ơn em. Em cảm ơn. Em tên Lê Quỳnh Cẩm Thi ạ, 28 tuổi, đến từ Tây Ninh ạ. Hiện nay em đang công tác ở nhân viên y tế ở trường học ạ. Còn em? Dạ, chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận ạ. Em tên là Trương Thanh Khoa, hôm nay em 27 tuổi. Nghề nghiệp của em là điều dưỡng và em đang công tác tại bệnh viện Đa khoa Tư nhân Cao Văn Chí ở Tây Ninh. Hai vợ chồng là từ Tây Ninh lên đây hả? Dạ. Lúc nào? Lên hôm qua. Tối hôm qua luôn. Dạ. Có ở chung chỗ với cái cặp mà từ Đà Nẵng không? Dạ có ạ. Ở kế bên phòng ạ. Có, nhưng mà sáng nay mới biết là ở chung kế bên phòng, tối không biết. Dạ. Vậy đó hả? Cũng đại diện cho chương trình, xin cảm ơn hai bạn đã từ Tây Ninh để lên đây để mà tham dự chương trình Vợ Chồng Son. Dạ. Hai bạn có cuồng chương trình giống như là cặp vợ chồng ở Đà Nẵng vô không? Dạ có hơn vậy nữa. Hơn vậy nữa, trời tính vậy. Nghe câu là cuồng chương trình nó xuất gì đâu. Nếu mà cuồng hơn là sao? Ê, em kể gì dạ, nghe coi. Dạ thích hai người lắm, thích lâu lắm rồi, ngưỡng mộ lâu lắm rồi. Ồ vậy hả? Trời ơi thích thật á. Với lại một điều là hai đứa muốn thích được lên TV nữa. Dạ. Nhưng mà thích lâu chưa? Dạ thích lâu rồi, em coi trên YouTube cứ ngày nào cũng coi, hai vợ chồng ngày nào cũng coi, nó ước gì mà được ngồi trên đó. Chúng ta là được rồi đó. Dạ. Tụi em đã cưới nhau lâu chưa? Dạ một năm rưỡi. Là còn son quá hả? Đúng không? Dạ. Rồi hai bạn gặp nhau như thế nào vậy? Lúc ban đầu là chỉ là bạn thôi, là học chung trường rồi ở nhà trọ cũng gần kế bên nhau vậy đó. Bạn rồi chơi chung rồi thân. Thực sự lúc đó thì ai cũng có người yêu hết, nên là không có nghĩ là sẽ đến với nhau. Rồi hai đứa cũng không phải là gu của nhau nữa. Ngày xưa em ghét anh này lắm. Vậy hả? Dạ. Thứ nhất là nhỏ tuổi hơn. Em là không thích bao giờ thích người nhỏ tuổi đâu nha. Em muốn được một người đàn ông nào đó che chở cho mình vậy đó. Thứ hai là đào hoa lắm. Vậy đó hả? Hai ba lần là toàn là quen lúc một lúc hai cô. Trời ơi. Hai cô đó biết nhau mới ghê hay chứ. Ha, trời ơi, hai tay mà hai cá là đồng loại luôn á. Ghê thiệt đó. Dữ thiệt. Nhỏ mà có vỏ ha. Tức là em biết cái trường hợp đó là bởi vì lúc đó đang là bạn rồi đúng không? Dạ đúng rồi, bạn thân nên chuyện gì em cũng biết á. Rồi khi nào thì mới bắt đầu là có cảm tình đó nè? Em thì không có cảm tình anh. Anh xuống anh cua mẹ em. Nên mẹ em đồng ý nên em phải theo mẹ em thôi chứ em không. Đi cua mẹ em hả? Dạ đúng rồi. Em thích bạn này từ lúc nào? Đi đám cưới có một người bạn. Bình thường thì thấy nó không có gì đặc biệt hết, nhưng mà hôm đó cái tự nhiên là trang điểm lên rồi mặc một cái đầm rất là xinh. Bắt đầu có là để ý mới nói với thằng bạn cùng phòng là trời ước gì là sau này tôi cưới được vợ tao ha. Ồ vậy đó hả? Dạ. Trời ơi. Mà cái lúc đó là còn quen hả? Dạ còn. Mà hai bạn dạ, có dạ không có ghen, tại vì là biết là bạn thân cho nên là không có ghen. À là hai bạn kia không có ghen với bạn này. Dạ đúng. Rồi sau đó rồi em cũng chia tay bạn hết rồi. Lúc đó mới buồn. Rồi cái hai đứa mới là hẹn nhau cà phê tâm sự. Nhóm của em chơi chung là khoảng 10 đứa. Rồi lúc đó mấy đứa mới nói là thôi hai anh chị cũng lớn rồi. Ờ giờ cũng không có ai thôi, anh chị đến với nhau luôn đi. Hai đứa đều ế hết thôi, cưới nhau cho đỡ ế hai đứa. Là gì kỳ vậy? Lúc đó em mới về nhà dưới mới gặp mẹ của vợ em. Lúc đó thúc hai đứa là cưới nhau đi. Vợ thì lúc đầu cũng không đồng ý đâu, tại vì nó là bạn thân thì được, nhưng mà yêu thì không có cảm giác. Như vậy có nghĩa là trước khi cưới em đã thực sự yêu chưa hay là thành vợ chồng rồi? Lúc đó em nghĩ là trước khi cưới em chưa yêu đó. Đúng không? Chị cũng có cảm giác như vậy. Dạ. Tại vì là cái với phụ nữ nó ngộ lắm em. Phụ nữ nó cái sự mà gọi là thay đổi nó không có nhanh như đàn ông. Rồi kể từ khi em rung rinh cho đến lúc mà cưới thì là bao lâu?
Dạ chưa đầy 2 tháng ạ. Nhanh quá ha. Dạ. Không, mà tại vì họ quen nhau lâu rồi. Và bây giờ cưới nhau rồi đó. Phát hiện vợ em có cái gì bất ngờ. Thôi nói chung là tật xấu. Tật xấu thì nhiều lắm. Em dễ thương anh đừng nói vậy. Khi mà cưới về á, vợ phát cho em một cuốn sổ, trong đó là ghi là nhật ký vợ chồng. Tức là những cái vui buồn gì đó là phải ghi trong đó, mỗi ngày là có những chuyện gì phải ghi hết. Ở cái trang đầu tiên á, vợ có ghi cái 5 điều của vợ dạy. Thứ nhất là vợ luôn luôn đúng. Thứ hai là nếu vợ sai xem lại điều 1. Thứ ba là phải tuyệt đối yêu thương vợ. Cái thứ tư là tiền của vợ là tiền của vợ, tiền của chồng cũng là tiền của vợ. Trời ơi, tôi biết ngay cái câu thứ tư đó. Cái thứ năm là nếu như chồng thực hiện đúng những điều trên đó thì vợ sẽ tuyệt đối yêu thương chồng. Câu thứ năm dễ thương ha. Dạ. Đó mà muốn được câu thứ năm phải làm hết 4 dạ. câu kia đó. Dạ đúng rồi. Muốn được cố gắng. Mệt mỏi đó. Mà có làm được 4 câu kia cũng tương đối thôi. Rồi sao nữa? Rồi có một cái tật đó là vợ hay lười việc nhà lắm. Ít khi làm, nằm ngủ quê đó. Cái em về, cái em nói, ủa sao vợ không dọn dẹp phòng, không dẹp đồ đi. Cái vợ bắt đầu chu cái mỏ lên, nói anh không có thương em hả? Anh cưới em về để anh chửi em hay sao hả? Xong cái bắt đầu lăm lăn đùng ra đó, nói là rồi giờ chạy chết rồi đó. Rồi giờ chồng làm gì chồng làm đi. Hay nè. Em kêu sao chết lăn vô tí xíu rồi cho em dọn dẹp. Rồi xong em tự dọn dẹp xong hết rồi em vô. Cái bắt đầu cái nói chồng mệt không? Chồng nằm nghỉ đi để vợ làm tiếp cho. Mà xong đó là anh làm xong không? Không, trước khi là bà hỏi câu đó là bạn cũng nghe mắt nhìn rồi. Rồi đó là gì, đùng đẩy tất cả công việc cho chồng. Dạ. Hiểu không? Rồi còn gì nữa không? Rồi có một cái tật là mỗi lần mà đi đâu chơi á là vợ tủ quần áo lên, nói em hết đồ mặc rồi. Mà trong khi đó là tủ đầy nhóc luôn. Cứ mè nheo em nói là anh phải mua đồ mới cho em chứ giờ mặc đồ cũ hoài kỳ lắm. Em mới nói là bây giờ khi nào mà em dọn hết cái đống đồ trong đó đi rồi sẽ mua đồ mới. Mà cứ tiếc cứ để đầy nhóc luôn, muốn sập xào luôn mà vẫn còn nguyên. Nhưng mà em có tiền để mua đồ không? Tiền thì vợ em giữ hết rồi. Thì đó. Tiền của chồng cũng là tiền của vợ. Dạ đúng rồi, tiền của chồng là tiền của vợ. Bây giờ nói nếu em muốn anh mua đồ cho em thì em làm ơn em hủy giùm anh cái điều 2. Rồi ngược lại đi, bây giờ tới em nói xấu đi. Bây dạ. giờ tội nghiệp bị vạch mặt quá. Anh này thì xấu, đúng như em dự đoán luôn chị. Nhỏ tuổi hơn thì sẽ trẻ con, đúng trẻ con hơn, em nghĩ nhiều. Về nhà, như con nít vậy đó chị, muốn mua gì phải mèo nheo chừng nào em mua được thôi. Mà mua đồ toàn như trẻ con không. Đồng hồ, mua đồng hồ chút nháy. Rồi là phát sáng hả? Dạ đúng rồi, dạ đúng rồi. Đồng hồ phát sáng mấy triệu. Có đi về ba ta phát sáng không? Có đi về phát sáng không? Dạ cũng xém rồi nhưng mà em chưa cho mua đó. Rồi gì còn... nữa? Tối ngày xem Doraemon anh chị. Xem Doraemon. Thí dụ như em mượn làm giùm mà không thích làm á. Siêu nhân Gao biến hình. Biến hình mất rồi, giờ không có đây đâu làm cho em. Nhưng mà trong khi đó con cũng còn xuất hiện như con trâu ngồi đây mà. Siêu nhân Gao biến hình rồi. Ghê lắm chị. Chắc hát được bài hát của siêu nhân Gao đúng không? Rồi còn gì đâu. Tối ngày ăn cái gì cũng phải phát anh chụp hình đăng Facebook rồi xong em mới được ăn. Nói chung là cũng ông thằng phay á. Đúng rồi, sống ảo lắm anh, đi đâu cũng chụp hình thấy đăng Facebook. Thích trò gì của con nít nữa? Nhiều trò con nít lắm. Thích đi gì? Chơi với con nít không mà chị thích những cái hội ở con nít như thích. Hội audition rồi á, chị nhảy gì đó. Trời. Cái đó là cái sở thích của em. Dạ, tại vì thích nó trẻ trung, nó nhí nhảnh. Con nít lắm chị, ở nhà công việc gì là toàn là em quyết không à, anh không quyết được cái gì hết á. Rồi vậy cái bạn chồng này bạn đi chơi với mấy bạn túi tiên này nọ rồi trong đó là chắc chắn phải có mấy bạn nữ rồi thì em có ghen không? Đôi lúc cũng thấy cũng bực mình nhưng mà tánh em thì không ghen, tại vì thí dụ như nếu mà có người khác em đồng ý thì mai mốt em có người khác ráng chịu vậy thôi. Phải tại vợ cũng có nói là nếu mà chồng mà ngoại tình chỉ một lần thôi giờ cũng không tha thứ nữa. Đúng rồi, tại vì bắt gặp một cái là gọi là ngược thời gian trở về quá khứ phút giây chạnh lòng liền. Rồi bây giờ em mong muốn ông xã em thay đổi gì? Đừng có ôm cái điện thoại nữa anh, trời ơi ôm cái điện thoại còn hơn nhiều hơn ôm vợ nữa anh. Lý do gì mà em ôm cái điện thoại dữ vậy? Tại em mê xem mấy cái chương trình hài giống như chương trình trên truyền hình á. Tại sao không coi trên truyền hình để mà hai vợ chồng cùng coi? Thích không gian riêng á chị, coi một mình xong rồi nằm cười một mình. Kỳ vậy đó. Như là tự kỷ vậy đó sao chị. Sao coi chung mà cười chung luôn mới vui. Tại vợ thì cũng không có thích mấy chương trình hài lắm. Có đây em khi có em bé rồi á, anh nghĩ là chồng em sẽ bỏ cái điện thoại. Cũng giống như anh đó vậy, cũng ôm điện thoại á. Mà khi mà có con rồi cái tự động điện thoại phải đem ra ngoài. Không anh mà em sợ lúc đó em lại chăm hai người con á anh. Tính như con nít. Có đâu cưng. Chắc chắn điệu luôn. Tại vì ông chồng nào, ông cha nào cũng rất sợ cái sóng điện thoại đó. Nó ảnh hưởng đến em bé.
Không, mà chính ra nếu mà em mà có con á là bạn này chơi với con em á khỏe luôn. Là hai người bạn á vậy. Hai người bạn nhau. Đó em thoải mái rảnh rỗi làm chuyện khác. Thiệt mà. Rồi bây giờ mong muốn là bớt ôm điện thoại lại. Dạ. Còn gì nữa không? Bớt cọc cằn. Cọc cằn hả? Dạ. Tính trẻ con nhưng mà lại cọc cằn. Đi làm về cứ như là ai ăn hết tiền hết bạc vậy đó, mặt cứ nhăn nhăn lên vậy nè. Mà nói tới là làm như là sực lại ngay. Em sợ. Vậy hả? Áp lực công việc hả? Mà mỗi lần sực nghĩ em có sực lại một đêm nó hơi lúc đầu là em sực dữ lắm. Bây giờ quen tính rồi thôi kệ. Về tự khùng rồi tự bỏ đi. À, nhưng mà vợ vẫn là nằm kèo trên mà. Mọi chuyện gây lộn thì vợ lúc nào là vợ cũng thắng nhau hết. Vợ luôn luôn đúng mà. Vợ luôn đúng à. Đúng rồi, có năm điều vợ dạy rồi cưng. Có lần mà mới về em tức quá, em nói mẹ hôm nào mẹ đi vắng khỏi nhà một bữa đi, con đóng lại con đánh mẹ, con đánh vợ con về mẹ nhìn không ra luôn. Mà đó giờ có đánh chưa? Chưa đánh. Em quánh không à. Cũng mới nói đó, bao giờ em là kèo trên mà. À, còn gì nữa không? Dạ, em lớn tuổi hơn á, mình đã mặc cảm là mình lớn tuổi hơn rồi. Mà ra đường sửa soạn những nít cái mình không muốn đi chung, cảm thấy là mình già hơn, mình không thích. Mà ảnh cứ vậy cứ chạy chuốt lắm chị. Còn bạn trai, bạn muốn bạn gái thay đổi cái gì? Không cần vợ thay đổi gì nhiều quá. Vợ cứ như vậy là được rồi. Mát ruột chưa? Cái lời nói này đâu phải của đứa nít đâu, của một người chồng không, là... Không chị, lãng mạn sẽ sến luôn hả chị? Nên nói vậy thôi chứ trong bụng có khi là khác hả chị? Có không? Có cái sao dạ, để vợ giật mặt hoài. Cái này là thật, này là thật. Đó. Vợ hãy cứ như là vợ bây giờ, dạ, đúng không? Có nghĩa là vẫn chấp nhận năm điều vợ dạy của em đó. Không, nói vậy thôi chứ tối ngày thên vợ hung dữ quá. Vợ bớt dữ dữ là cho vợ chồng dễ thở, dễ sống đi. Thì rên là nhiệm vụ nó phải rên rồi đó. Ảnh là như cái mỏ than Quảng Ninh vậy đó chị. Thở ra cái gì cũng... Ôi sao mà nó mệt quá. Còn em thì em sống lạc quan để bù trừ lại á. Không, tại vì nhiều khi em chưa quan tâm nó cho nên phải rên để cho em quan tâm. Con nít là vậy mà. Sao cuộc sống có hai bạn này á dễ thương mà, đúng không? À, hai vợ chồng đều có hai cái chiêu rất là dễ thương luôn. Ông coi như tôi chết rồi đi. Để ông làm để siêu nhân gao biết hơn. Cuối cùng ai làm? Không, cuối cùng siêu nhân gao mới làm. Cuối cùng siêu nhân mà anh. Không, thực ra chồng nhỏ tuổi hơn mình á có những cái giống như vợ tâm sự đó, có những cái mặc cảm. Thực ra nhìn tụi em á thì cái độ chênh lệch nó không có, nhưng mà tại vì á thường cái tâm lý phụ nữ là như vậy đó, cho nên rằng á theo chị á thì em nên để tâm đến cái cảm xúc đó của vợ, nhất là sau khi mà vợ còn có con nữa thì cái đó còn phải để tâm hơn nữa. Ví dụ như là ta chững chạc lên, ta bớt những cái trò stin đi, mình sẽ chia với vợ mình và để mình tạo cho vợ mình một cái cảm giác là đây là chỗ dựa của vợ. Yeah. Còn cái tâm hồn trẻ con thì mình vẫn giữ để làm chi, để mốt mình coi con phụ cho vợ. Yeah. Thì là em sẽ lấy lòng được con em còn hơn vợ em nữa đó, đảm bảo nó sẽ bám em. Đó, chị nghĩ là như vậy. Riêng vợ thì chồng muốn là vợ y như vậy thì thôi, vợ cứ như vậy đi. Vậy mà ở nhà nói xấu em nhiều lắm chị. Cái gì cũng nói xấu. Không, nó để lên đây anh kể cho mọi người nghe em về em nó mắc cỡ để em thay đổi. Tuy nhiên thì mình hiểu được chồng mình, cái tâm hồn chồng mình con nít như vậy á, đôi lúc mình cũng hòa vào cái điều đó một chút để cho chồng mình vui. Ví dụ như chồng mình than thì mình đừng có bực mình. Đó, mình cũng hòa vào một chút. Ồ, biết rồi, biết là chồng mệt rồi, ôi thương nó vợ cưng nè. Đó, ví dụ như hôn cái chóc cái là rồi khỏe liền đó. Hồi nhân đây thì anh cũng xin chúc hai bạn mau chóng hòa hợp với nhau và có tin vui, có một em bé ra đời dễ thương kháu khỉnh. Dạ, 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 dạ. Chào em vậy nha. Nhân dô ủa đúng vậy, đúng chào Hàn Quốc không? Đúng rồi. Trời, hú hồn. Chị thấy em nói chưa? Không biết là chuyện vui hay chuyện buồn nhưng mà bước ra thấy có ý nghĩa rồi đó. Ơ chứ sao? Cả hai vợ chồng đều người Hàn Quốc hết. Không thì phải, nó... không phải đâu đây. Em là người Hàn người Quốc. Việt Nam. Dạ con là người Việt Nam. Còn đây là người Việt Nam. Đúng rồi, người Việt Nam. Rồi, ồ, thấy vui rồi đó. Phải nói là đúng rồi, là chồng của người Việt Nam. À. Nói lại, đúng rồi. Đúng rồi. Chồng của người Việt Nam. Chồng. Chồng của người Việt Nam. Chồng của... khó lắm. Khó lắm. À, ok, rất là vui. Và cảm thấy rất là đặc biệt trong cái số này. Bởi vì hình như là lâu lắm rồi mình mới gặp một cái bộ trang phục mà của một cái quốc gia mà được quốc xuất hiện của... một quốc phục của một cái quốc gia nó rất là đáng yêu và được đồng hành trong chương trình Vợ Chồng Son này. Em nói với ông ấy là anh Thuận với chị Vân rất là cảm ơn ông ấy đã nhận lời tham gia MC. Chương trình này. Em 너무 반가워요 오빠 여기 와서.
Thôi tôi nói mùi ông quang yêu cũng nói mùi cảm xe. Anh cũng còn... rất là hân hạnh khi được gặp cô chú. Ở đây đây là bộ trang phục đám cưới. Bộ trang phục truyền thống á, đám truyền thống của người Hàn Quốc là do mẹ chồng của con may cho con lúc đám cưới. Ui hả? Ủa, lúc đám cưới con mặc đồ. Dạ. Lúc đám cưới là hai vợ chồng mặc đồ này làm lễ ở nhà thờ. Nhưng mà chú hỏi coi, lúc mà đó thì con có làm tóc, làm tay hay đổi cái gì trên đầu không? Dạ không, chú thường thường á, người Hàn Quốc người ta rất là ưa chuộng cái kiểu mà sang trọng và đơn giản. Không, thì... ý là chú Thuận có làm tóc chứ có làm có gắn bông cái hoa đưa cái gì đưa chân cung cái bà gì á cái bà đưa chân cung á dạ không đơn giản nha chú là hồi đó là đám cưới con sao thì giờ nó vậy dạ đúng rồi là hai vợ chồng con là muốn ôn lại kỷ niệm mà lúc hai vợ chồng mới cưới nhau cơ cách 2 tháng thôi gì cưới dạ đám cưới được 2 tháng thôi thấy bộ đồ mới quá trời nhường 2 tháng rồi đám cưới 2 tháng nhưng mà có 2 đứa con rồi con rồi. 2 đứa con rồi. Cái con gái lớn của con là được 2 tuổi. 2 tuổi? Dạ, à, gần 2 tuổi, 19 tháng. Mỗi đứa nhỏ? Đứa nhỏ là được 7 tháng. Trời ơi. 2 năm 2 đứa. Đó, là làm năm 1 liền tuần tiên. Dạ. À. Lỡ mất công đẻ rồi coi là đứa đầu là con gái, đứa sau là trai. Vậy là đám cưới của con là bạn nhỏ là được lên sân khấu mà cả hai bạn luôn khóc sùm nhà thờ. Rồi bây giờ mời hai vợ chồng giới thiệu về mình nha. Dạ con trước, con tên là Nguyễn Thảo Phương Nguyên, con sinh năm 1998, năm nay con được 24 tuổi và hiện tại con đang làm mẹ bỉm sữa toàn thời gian cho 2 em bé. Con đang sống ở đâu? Dạ hiện tại con đang sống ở Biên Hòa. Ủa là hai vợ chồng không có sống ở Hàn Quốc hả? Dạ không, chú Quốc Thuận là từ khi mà hai vợ chồng gặp nhau, quen nhau và sinh em bé đến khi khôn thì hiện tại là đều ở Việt Nam. À, ở Biên Hòa, dạ. Rồi xin mời. Em nói là ổng cứ giới thiệu, nếu mà tin giới thiệu bằng tiếng Việt thì càng tốt. Còn không bằng giới thiệu về tiếng Hàn con dịch lại. Mình tên mà thì... Anh tên là... Xin chào. Xin chào. Tôi tên chào, là... Chào chú cô. Chào tôi... cô chú. Cô chú. Tôi tên là... Con tên là Bạc Xê Răng. Bạc Xê Răng. Bạc Xê Răng. Xê Răng. Bạc Thông Khô Lâm. Bạc Xê Răng. Bạc Xê Răng. Cô chú Lâm. Đúng không? Cô chú Lâm. Bạc Xê Răng. Đúng rồi. Đúng rồi. Bao nhiêu tuổi? Sinh năm là 1986. 86. Năm nay 36 tuổi. 36 tuổi. Đúng rồi. Công việc của bác Sơ Răng là gì? Công việc. Công việc tích. Tích. Job. À, chức hợp. Con làm việc ở Uri Bank, Vienna Branch. Uri Bank. Ngân hàng, Uri Bank. Hàn Quốc. Chi nhánh Hàn Quốc, chi nhánh Biên Hòa. Uri Bank phải không? Dạ đúng rồi, cô Hồng. Uri Bank. Ngân hàng Uri Bank. Hobi băng á. Rồi. Rồi. Chú biết chưa? Biết rồi. Trắng luôn. Gửi vào Hobi băng đi. Tôi không có tiền. Con sẽ cho lãi suất tốt. Mở tài khoản đi. Đúng rồi. Mở tài khoản đi. Mở tài khoản. Con miễn phí. Chúng ta và mở tài khoản đi. Chút nữa vào trong chúng ta giao dịch. Rồi bây giờ chắc Thảo đi. Chắc Thảo kể đi cái cơ duyên nào mà gái Việt Nam gặp chàng trai Hàn Quốc đó. Đi gửi tiền. Thảo đi gửi tiền trong Hobi Bank gặp con hả? Dạ không. Rồi ủa đi ôi kem ảnh này rồi. Rồi nhìn thấy ô đẹp quá đẹp quá. Rồi thua luôn. Sao Thảo? Là ngày hôm đó khoảng 3 năm về trước. 3 năm trước. Vào mùa mưa cuối tháng 7 và mùa mưa là lúc đó là con cũng đang đi làm ở công ty, con đang làm kế toán. Ngày hôm đó là công việc mệt mỏi rồi cô đơn ở Sài Gòn, cô đơn một mình sống một mình thôi, đi ra ngoài quán cà phê ngồi đi cho đỡ buồn chứ ở nhà tâm lý quá. Đi ra ngoài quán cà phê ngồi thì gặp anh này, hình như anh đó cũng hôm đó cũng tâm trạng cũng không vui. Đi ra quán cà phê bắt đầu ảnh theo như là ảnh nói với con là lúc đầu anh thấy con là trời ơi đẹp quá. Bưởi to. Bưởi to là tại vì lúc đó là con mới có 22 tuổi thôi. Mình là con gái mới lớn mà mình người mình có cái gì là mình muốn khoe ra hết. Mình lớn rồi, mình là con gái rồi. Đúng mình rồi. Muốn khoe ra hết rồi. Anh thấy là chết rồi đẹp quá.
bự to quá. Ừ. Tới xin số điện thoại của con. Ủa nhưng mà lúc đó tụi con nói chuyện với nhau bằng tiếng Dạ, nào? Lúc đó là con vẫn chưa biết tiếng Hàn. Lúc đầu mới gặp là con chưa biết tiếng Hàn. Con giao nói chuyện với anh bằng tiếng Anh. Tiếng Anh hả? Chứ không phải là to world đúng không? Ừ. Con nói chuyện với anh bằng tiếng Anh xong sau đó con cho số điện thoại thì nghĩ là cho thôi chứ có đẹp trai đâu, đâu có cao, đâu có to, đâu phải gu của mình đâu. Thì xin thì cho thôi chứ người ta tới xin rồi không cho thì kỳ. Nhưng mà con có nghi là ổng cua mình không hay là con nghi ổng là... Con cắn cái ổng cua con mà, tại ổng nhìn vô cái đó không à. Tới đó là nhìn vô cái đó thôi. Thì con lúc đó thì mình mới lớn thì con cũng cho số điện thoại rồi về cứ ngày nào cũng nhắn tin. Em ơi ngủ dậy chưa? Nó nhắn tin với con bằng tiếng Việt. Em ơi ngủ dậy chưa? Em ăn gì? Suốt đâu 6 tháng trời thì mình không thích mà con đâu có trả lời đâu. Rồi tới ngày hôm đó tự nhiên đâu không biết một làn gió nào thổi tới tự nhiên con gọi cho ảnh. Con đi làm về cái tự nhiên con thấy ông nội này sao dai dẳng quá ta. Hay là thôi mình gặp ổng lần đi rồi cho bỏ luôn đi kiểu giống vậy đó. Có nghĩa là trong suốt 6 tháng là con không trả lời. Con không trả lời, con không trả lời tại vì nghĩ là chút trả lời rồi. Không trả lời. Anh nhớ lộn người khác rồi đó. Con không trả lời. Cái tụi tôi nói tụi con gặp nhau. Cái cũng trời mưa, cũng trời không, mưa. Không nhưng mà lúc con gọi cho ổng á con người ở ý là đi gặp nhau á, con cái phản ứng của ổng trong điện thoại như thế nào? Khoái lắm chú. Nói với con là em ơi, gặp anh đi, em dạy tiếng Việt cho anh nha. Anh sẽ dạy tiếng Hàn cho em. Hai đứa mình giống như là một người bạn học tiếng Việt và học tiếng Hàn với nhau nha. Gặp anh đi, cái ok em sẽ mừng gặp anh. Mừng lắm. Tới gặp con á, con cho đợi nửa tiếng ở dưới nhà luôn. Nào là đi làm về mà 5 giờ đi làm về nào, chải tóc, điệu đà, trang điểm nào đủ thứ đi xuống dưới. Đợi nửa tiếng mà vẫn vui vẫn cười rồi mang nắm hiểm cho con rồi chở con ra đúng cái quán cà phê mà tụi con mới gặp nhau lần đầu tiên. Bắt đầu hai đứa mới tâm sự rồi nào là tự nhiên cái từ từ cái nắm tay. Trời mới gặp cái nắm tay luôn. Từ từ cái nắm tay nè, nắm tay xong tí nó lên vuốt tóc nè. Vuốt tóc xong nó tí nữa em ơi, anh nghĩ là anh lấy vợ là anh sẽ đẻ hai đứa con. Rồi anh lấy vợ về anh sẽ nghĩ là anh sẽ đặt tên con là cái gì. Mà nói tiếng Anh hả? Lúc đó là nói tiếng Việt chứ con, anh cũng biết một chút tiếng Việt. Nói anh suy nghĩ đâu, là anh đi. Con nói lại đi, con nói lại đi. Em ơi, lấy anh đi để cho anh hai đứa con đi, con nói lại đi. Đó. Khi tên mình nào tè, oppa nào rồi, ya ki hết chán à. Nào rồi kiron, nào kiron ha miền. Ồ, tụi kìa, tụi kìa. Sao đâu? Em ơi, lấy anh đi. Mình sẽ để hai đứa con. Anh chỉ cho mẹ lần đầu đầu nói là không phải hai con. Anh đã nói là muốn nắm quân rồi. Nắm quân luôn. Trời ơi. Nhưng mà kể sai rồi. Có hai quân mệt lắm. Không ít lắm. Không thể bây giờ có hai đứa thôi mà mệt lắm. Nhưng mà lúc đó là ông muốn là nắm con. Con chữa cô con. Tuy nhiên là nếu kết hôn phải làm nắm con. Phải làm rồi. Phải làm năm con. Đúng rồi. Nhưng bây giờ còn muốn năm con không? Just không. Now. Mệt quá. Mệt lắm. Mệt lắm. Bởi vì lúc chưa có muốn. Đúng rồi. Lúc chưa có thì muốn có rất nhiều. Lúc có rồi mà tôi sợ. Bây giờ anh mỗi lần mỗi ngày anh đi làm về con thấy anh mệt đấy. Con hay kẹo anh là anh ơi. Thôi mình. Đứa nữa. Con. Đứa lớn nó 2 tuổi rồi, đứa nhỏ nó cũng chực chững rồi, mình làm đứa thứ ba đi. Anh nói trời ơi em ơi, nuôi em nuôi hai đứa con anh làm mỗi ngày làm việc anh chợt cái đầu ra như vậy nè, giờ thêm đứa nữa chắc anh chết. Ủa nhưng mà sao mới gặp vậy đó nắm tay rồi vuốt tóc rồi gợi ý chuyện con cái mà em cũng cho, mà em cũng nghe lời ổng vậy? Tại vì lúc đó mình kiểu như mình thấy người này thích mình quá. Mình là con gái mà thấy một người thích mình mà quá lại con nít rồi nữa. Đúng rồi, lúc đó con mới lớn nữa. Dụ con ghê lắm. Nói em ơi em lấy anh đi, anh giống như muốn cho em cả thế giới. Em thấy là quan trọng nhất của anh. Thì đúng rồi, mình đang cô đơn mà mình gặp người quá tốt mình phải giữ thôi. Là lúc đó là tụi con nghĩ là thôi. Nhưng em mà con em không có nghi ngờ gì ổng chứ hả? Hiền lắm chú. Hiền lắm, giống như là khi người ta định nghĩa về một người Hàn Quốc á là sẽ giống như là gia trưởng phong kiến hoặc là một người nước ngoài nó như thế nào. Nhưng mà giống như là khi mà cả ba con cũng gì nữa, lúc mà đầu tiên á khi mà con gọi về cho ba con nói ba ơi con thương người này rồi, người ta là người nước ngoài hơn con 12 tuổi nhưng ba con không cho, không được. Tại sao con lại lấy người nước ngoài? Tại sao con lấy người Hàn Quốc? Con không thấy hả? Những cái câu chuyện mà gần con đây nè, những cái người trong lấy chồng Hàn Quốc đó. Đúng rồi, rồi bị chồng đánh nè, rồi con phải đi xa cha mẹ, rồi khi mà con sinh con đẻ cái con sẽ bị giống như là những cái trầm cảm sau sinh lúc đó ba mẹ con mới gần con thì con phải làm sao? Không là không, tuyệt đối không là không, khóc lên khóc xuống cũng không. Nói là thôi anh ơi, giờ sao? Ba nói không. Thôi làm em bé đi.
con dù ổng nói là em ơi, con Suning là em bé đi nếu cơ bà không thích con cũng sợ chưa gặp bà lần đầu chưa gặp bà lần nào hết em bé rồi hãy làm em bé sau gặp lần đầu bà ơi chúng con có thai rồi rồi ba nói sao ba nói sao ba là vậy nè, một tiếng đồng hồ ba không hề nói gì hết, ba ngồi vậy nè. Ba còn ba của con thì sao? Ba con ba con rất vui thì rất vui đúng rồi. Ba mẹ của con là một chút lớn tuổi hơn 75 tuổi. 70 mấy rồi. Ừ. 언제나 기다리셨다. 얘기를 가지기. 엄마 lớn tuổi rồi. Ông bà không biết bao giờ mới đợi tới khi mà bắt lấy vợ và sinh con. Nên ông bà rất là nôn nóng khi mà ông bà, tại vì ông bà cũng có tiếp xúc với con, có nói chuyện hỏi với con và cũng có thích con rồi. Khi mà nghe được tin là con mới bắt em bé, ông bà vui lắm. Bà khóc. Bà khóc trong điện thoại, khóc quá trời. Anh này cũng khóc. Mấy người con? Ông bà dạ, ông bà là có hai người con thôi cô. Cái người kia là con út trai luôn. Con kia con trai con gái. Trời ơi, hèn gì. Không vui sao được chị. Lúc đó 30 mấy tuổi rồi. Lúc đó 36 tuổi rồi mà xa gia đình 3 năm rồi. Lúc đó dịch nữa không Vân đâu có về được đâu. Ông bà nhớ thương mà cứ suy nghĩ là trong cái thời đại mà dịch á thì cứ nghĩ là con cái của mình mình muốn cho nó sống hạnh phúc, muốn cho nó không còn quan trọng cái gì hết. Sinh con đẻ cái, có con có cháu là vui rồi. Còn ba con thì lại khác. Ba con trẻ mới có 45 tuổi thôi nhưng ba con lại phong kiến. Ba con không muốn, muốn con là thôi đi, đừng có như vậy nữa. Lấy ai thì lấy người Việt Nam đi, ở gần ba sợ, cũng được. Sợ. Nghèo cũng được, ăn miếng mắm miếng muối ở gần ba, có gì ba sẽ bảo vệ được con. Bây giờ con lấy chồng đi, con đi nước ngoài đi rồi ba biết tìm con ở đâu ra. Rồi ba mất luôn con gái thì sao? Cái lúc đó con mới, trước khi con có bầu á, ba con đã xác định tâm lý con vậy thì con nói chuyện với anh là anh ơi, bây giờ em lấy anh đi đúng không? Anh muốn ở Việt Nam hay muốn ở Hàn Quốc? Trả lời đi. Anh sẽ ở Việt Nam. Ok, anh ở Việt Nam. Rồi á, lúc đó là gia đình con có đạo nữa. Anh lấy em rồi đúng không? Anh có theo đạo hay không? Anh theo đạo mới cưới nha. Ba nói theo đạo mới cưới nha. Con lúc đó con chưa có nói với anh là ba sẽ phản đối. Con chỉ nói với anh là nhà em như vậy đó, anh có theo được không? Không, anh sẽ theo đạo, em đừng có lo. Rồi á, lấy nhau xong là ở Việt Nam hay Hàn Quốc? Anh ở Việt Nam. Cái đó con xác định tư tưởng với ảnh xong, con sẽ làm việc lại với ba con. Rồi con ngồi con suy nghĩ, con gọi về cho nội con lôi hết cái dòng họ con ra, con nói bây giờ nội ơi, giờ con thương người này quá rồi, tại vì nhỏ tới lớn con ở với ông bà nội. Con thương người này quá rồi, giờ con phải làm sao đây? Nội con mới nói con tính của ba con vậy đó, nóng thì nóng vậy thôi nhưng mà lúc nào cũng yêu thương con cái. Cái con mới nói với chồng, anh ơi em suy nghĩ ra cách này rồi hai đứa mình lấy nhau được á, có bầu đi, làm đứa con đi. Rồi cái phản bây giờ nè, con hỏi ba ơi, ba ơi, con có bầu rồi. Ba sao? Có bầu là im xin nè. Không, vợ con của bà có thai rồi. Nó nghe nè, chú rất muốn nghe, chú muốn biết là cái phản ứng của bác á khi của mà nghe con đề nghị không của bác á, đề nghị là bây giờ là mình phải có bầu. Khoái lúc lắm đó phản ứng không sao? Khoái lắm. Nhưng mà trước đó là hai đứa đã đúng đã đó có là đêm hai, đầu tiên anh chưa? Đã xác định với con là anh sẽ cưới con là hai đứa. Em ơi dẫn anh về nhà đi để anh nói chuyện với ba rồi hai đứa mình cưới nhau. Nhưng mà cô biết là lúc đó con biết là gia đình con phản đối, vậy sao con dám dẫn? Thì con làm việc tư tưởng với mọi người xong thì con nói bác ơi, bây giờ ba em có vấn đề như vậy đó. Tại vì giải thích cho anh, không phải là ba em không thích người nước ngoài, không thích người Hàn Quốc, nhưng mà ở gần nhà em thì có những cái câu chuyện giống như vậy đó. Thì tâm lý của ba hơi sợ bây giờ, nhưng mà ba thì là người nóng nảy nhưng mà thương con cháu. Thôi em nghĩ cách này anh đừng có lo, tại vì con cho dẫn vô gặp bà nội con rồi. Bà nội con là đồng lõa với con. Bà nói là thì cứ tụi bay cứ dậy đi, có gì bà nói đỡ cho tụi bay cho, thì dù gì tụi bay cũng cưới nhau mà. Đó, cái dẫn vô gặp bà nội đầu tiên là em chào bà. Em chào. Đi vô bệnh viện thăm bà nội. Dạ em chào bà. Cái bệnh viện ai cũng nhìn luôn. Bà nội con nhìn cái gì vậy trời. Cái nói anh con chào bà. Dạ con chào bà. Nguyên cái bệnh viện ai cũng cười hố lên. Cái đầu vô mới nói nội, nội ơi vì lúc đó con chưa có bầu. Con nói nội ơi, con nói với nội là con có bầu rồi. Nội giờ con làm sao đây, nội chỉ con với. Con thương bác quá, bác cũng thương con, mà hai con muốn lấy nhau mà ba con phản đối. Thì bay về bay nói với ba bay đi, rồi á cưới sinh để ông bà nội lo cho. Thì con nói bác ơi có bầu đi, có ông bà nội rồi có bầu đi.
Không, bà nội lại có bầu đi. Cái giờ hai đứa cày ngày cày đêm, sáng cũng cày, trưa cũng cày, có sức là cày, cứ cày. Xong đâu có được 2 tháng là bắt đầu có bầu. Là lần đầu tiên con dẫn anh về nhà gặp ba con là lúc Tết, là ngày 30 Tết. Đầu tiên là ba chưa có biết có bầu, lúc đó ba đâu biết gì đâu. Thì cãi ý mà dẫn về đâu có thích đâu, không nói chuyện, đi ra đi vô mặt gầm gầm, không thích. Nói chung là cái vậy nè, cái thái độ là kiểu như vậy nè, không thích á. Rồi cái ngày hôm đó là mình suy nghĩ là có bầu rồi, giờ đâu có trốn đâu, đừng nữa đâu, là phải cưới thì cưới thôi, giờ ba có sống chết thì con cũng phải cưới thôi. Cái hôm đó ngồi lại gần ba, ôm ba trước, rồi nói chuyện, ba nói ba ơi, con có chuyện muốn nói với ba. Lúc đó bác cũng ngồi đối diện ba, ngồi bẽn lẽn, nghe sợ, hai đứa sợ. Nhưng mà trong bụng con là cũng mình có bầu rồi, mình sợ gì kiểu vậy đó, nhưng mà tỏ ra là mình sợ thôi. Thì mình hiểu tính ba, ba ơi, con biết là ba lo cho con, ba thương con, nhưng mà bây giờ con thương bác quá rồi, bác cũng thương con nhiều lắm. Tụi con ơi, giống như cũng ở với nhau và có em bé rồi, ba cho con cưới nha. Cái phản ứng của ba con lúc đó là giống như một bầu trời sụp đổ vậy đó. Ba có dò đầu nữa không? Ba con không có nghĩ là con lì tới cỡ đó rồi mà dám cãi ý ba mà để cho có chuyện đó ra. Ba con cảm giác giống như ba con tuột cáp. Ba con ngồi vậy nè, nửa tiếng đồng hồ ba con không nói gì hết á. Chết rồi. Bác cũng ngồi yên như tượng hình luôn, tại sợ ba rồi, đâu dám để, nói để, gì đâu. Để chú hỏi bác, dạ. Cái lúc đó thì bác nhìn thấy ba dò đầu tiếp tục thì cái cảm giác của bác như thế nào? Udim sinhate oppa hante ma appa ne ma le cho. Oppa hiểu rồi. Ba hiểu rồi hả? Lúc đó ba hiểu. Nhưng mà rồi. Bác có sợ scary and if I thought about my in case of my daughter. If my daughter come bring some foreigner and tell me, oh, father, I got pregnant, like this situation, maybe it's terrible and muốn chết. Anh nói là lúc đó cái khoảnh khắc đó anh sợ nhiều, nhưng mà anh đặt ảnh vào vị trí của ba con, giống như ba con đi mà tự nhiên cái con của ảnh dẫn một người nước ngoài về chưa gặp lần nào mà nói có bầu rồi, chắc là ảnh giết luôn cái người đó, chết giết chết cái người đó. Nên ảnh cũng thông cảm cho ba con, giống như lúc đó hai đứa con là y như tượng đá luôn á, ba con như tượng đá. Nghĩa là cả ba đều câm nín. Cả ba như tượng đá ngồi yên vậy đó. Rồi sau đó, sau 30 phút thì như thế nào? Sau 30 phút thì ba con lấy lại bình tĩnh. Ba con nói với con này, có bầu rồi giờ thì cưới chứ sao? Rồi. bây giờ thì ba với bác là có ba thân nhau lắm. Vì hai người á chênh nhau cũng đâu có nhiêu tuổi. Có 10 tuổi thôi. Bạn vậy đó. Y như hai người bạn nhé. Mỗi lần mà chủ nhật mà con đi làm, có khoảng thời gian lúc dịch đó cô Hồng Vân, mà con không ở thành phố nữa, con về dưới đó, tại vì dịch chỉ thị 16, con sợ con một mình rồi không có kịp sinh đẻ đó. Thì ba nói là thôi về đi ba, đỡ đần cho, tại vì lúc đó bác cũng đang làm việc gần nhà con. Thì con về với đó cứ cuối tuần hai cha con ngồi lấy nước trà ra uống trước nhà vậy đó. Ngồi không nói gì hết á, ngồi uống trà thôi, hai người không hề giao tiếp, chỉ ngồi cạnh nhau và uống trà. Gọi là giao tiếp bằng tâm linh. Đúng rồi đó. Ông này nói với ba là ba cười, có hiểu gì đâu ba cười. Sợ giống như là sợ bác á, là giống như là sợ ba. Tại vì lúc đầu ba đã như vậy rồi á. Ba nói với con là thương con thì phải thương bác y như là con trai vậy đó, thì hai tụi con mới hạnh phúc được. Ngồi ba con uống trà với bác mà cứ bác phải học tiếng Việt nhiều chút. Bác học nói tiếng Việt nhiều một chút. Nhưng tiếng Việt khó lắm. Khó lắm. Tiếng Hàn cũng khó. Trời ơi, tiếng Hàn rất khó luôn á. Nhưng người Hàn Quốc không được chào chào sắc, chào năng, chào huyền. Dấu sắc, dấu nặng, dấu huyền. Thì bởi nếu người Hàn Quốc không chăm chỉ khi nói chuyện, người Việt Nam tất cả nói là không biết, không hiểu, không biết, dễ thương quá, bác dễ thương. Ủa nhưng mà nè, rồi sau đó thì là bác bao lâu thì bác mới bác có tỏ tình, có cầu dạ hôn có, với con là không? Lúc đó cầu con, hôn á, tụi con xác định quen nhau và cái ngày mà tụi con gặp lại ngày đầu tiên đó và hẹn hò đâu có khoảng được 8 tháng hả? Thì lúc đó con có em bé được 3 tháng rồi. Cái ngày hôm đó là ngày, tại lúc đó anh đang đi làm ở gần nhà con ở dưới Vũng Tàu á, con đang ở Sài Gòn một mình. Là tự nhiên đâu ông nội này nói em ơi, thứ bảy chủ nhật là anh thường thường anh sẽ về Sài Gòn với con, anh nói là em ơi hôm nay anh sẽ dẫn em đi ăn, tới đâu tới đó đó, em ở nhà chuẩn bị đồ nha. Thì con có nghĩ là bình thường thì đi làm cuối tuần về cũng dẫn con đi chơi đi ăn kiểu giống vậy đó. Thì tự nhiên cái hôm đó ổng về, ổng nội ổng vuốt tóc, bình thường không hề vuốt tóc,
không biết trang điểm, không biết gì. Đấy, cái đó cũng là một cái vỡ mộng sau hôn nhân của con đó là con nghĩ là người Hàn Quốc người ta chăm chút như kia, ổng không có gì hết. Tự nhiên cái hôm đó ổng về, ổng đứng trước gương, ổng vuốt tóc nè, ổng thắt cà vạt nè, ổng mang đồ vét nè, cái gì vậy trời. Ông nội này kêu dẫn mình đi ăn mà sao làm lố vậy, chắc là hôm nay đi ăn những cái nhà hàng sang trọng hay là cái gì đó. Kêu thì cũng vậy, nhưng mà tại lúc đó con có bầu, con đang ngán nên con không có trang điểm, con như là một cái con mắm vậy. Con chẳng có khác gì một cái mắm vậy đó, con mặc giống như đi dép Lào nữa. Con mặc cái đầm bự thật bự ra, cái đầu tóc thì cột ra đằng sau rồi thôi. Cái nắm tay con dẫn đi, con đi vô cái khách sạn lớn, cái lớn nhất Sài Gòn luôn, 5 sao ở ngoài Sài Gòn quận nhất. Con nói chết bà mà con không có chuẩn bị simi không gì có bụng chuẩn bị gì, con nói chết bà rồi vô đây rồi mang đồ vậy nữa, mình ổng vậy mình nhìn lại mình y như con mắm gì thiệt luôn á. Dẫn vô đây thì ông nội luôn ngồi vô cái thấy đồ ăn ngon, cái bỏ qua cái lo lắng đó đi, đang ngồi tập trung đang ăn đồ ăn ngon, cái tự nhiên em ơi anh đi toilet nha, thì cứ nghĩ anh đi toilet thì bình thường thôi. Thì đi toilet xong cái đi ra, cái tự nhiên có mấy cái người đánh đàn, ca sĩ đi ra đánh đàn, rồi mấy người múa đi ra. Cái nó khách sạn này phục vụ chu đáo á, kiểu vậy. Thế tự nhiên cái thấy tự nhiên đi lại gần mình, cái đó lúc đó giống như là mình chưa có định hình được trong đầu, nhưng mà tự nhiên cái là đi lại gần mình, cái chết tim rồi, đập rồi đó. Tim bắt đầu đập, đúng rồi đó phụng dân, cái trực giác đầu tim nó đập rồi. Ông nội này dở trò gì nữa rồi, trời ơi, ngày hôm nay mình như vậy mà dở trò. Nói trước đi, phải ta trang điểm lên cho đẹp, ngồi xa xa thấy có người chụp hình nó chết rồi. Đầu tiên lúc đó là cảm giác là thất vọng trước đây, mình lên hình là xấu rồi nè. Xấu quá. Bây giờ hôm nay cầu hôn tất nhiên chụp hình là mình lên hình là mình xấu rồi, chết rồi. Nhưng mà qua cái cảm giác nó, ông nội này cứ tự nhiên làm ba trò bắt đầu khóc. Là tự nhiên lúc đó đang có bầu nữa chú, bao nhiêu cảm xúc với kỷ niệm vợ chồng ùa về, đâu quỳ xuống dưới chân con. Nói em ơi em đồng ý với anh nha. Cái mình suy nghĩ cả cuộc đời mình 24 năm, không phải già gì, 24 năm sống trên đời, có ai mà dám quỳ xuống dưới chân mình mà nói với mình được một câu như vậy. Là người ta coi mình cả thế giới rồi. Thì giờ lấy rồi, giờ sao, rồi có bầu rồi thì trước sau thì cũng lấy mà, không cầu hôn thì cũng lấy thôi. Thì anh nói với con là lấy anh làm vợ, lấy anh làm chồng nha, em có đồng ý lấy anh không? Thì lấy, ôm nhau rồi hai vợ chồng khóc vậy đó. Đó là cái kỷ niệm hạnh phúc nhất của con.